Cho đến bây giờ thì có rất là nhiều bạn sử dụng máy tính ở đây chê là Windows 11 không tốt bằng Windows 10. Nhưng mà từ khi mà mình nâng cấp máy tính của mình lên Windows 11 cho tới bây giờ thì mình thấy là Windows 11 rõ ràng là có rất là nhiều những cái ưu điểm cũng như là những cái tính năng nó vượt trội hơn hẳn so với Windows 10. Mình nghĩ là do các bạn đã quá quen sử dụng những cái giao diện của Windows 10 nên là các bạn chưa muốn cập nhật lên thôi. Trong video này thì mình sẽ liệt kê những cái lý do để các bạn có thể cân nhắc xem là các bạn nên nâng cấp máy tính của mình lên Windows 11 hay không nhé. Không biết là các bạn có biết đến cái thông tin này hay không thì Microsoft đã đăng trên cái trang chính thức của mình, đó là Microsoft sẽ chỉ tiếp tục hỗ trợ Windows 10 đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2025 thôi. Vậy tức là đến hết ngày 14 tháng 10 2025 thì Windows 10 sẽ chính thức là bị khai tử. Và sau ngày này thì các bạn vẫn có thể là sử dụng hệ điều hành như bình thường thôi. Nhưng mà tất cả những cái phiên bản Windows 10 sẽ không còn được nhận bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào hay là các bạn cập nhật bảo mật nào quan trọng của Microsoft nữa. Ngay cả Microsoft thì họ cũng khuyên là người dùng nên cập nhật lên những cái phiên bản Windows mới nhất để được hưởng tất cả những cái nâng cấp về bảo mật rất là cần thiết cho người dùng và hệ thống. Bên cạnh đó thì cái trải nghiệm sử dụng của bạn cũng sẽ được tối ưu hơn. Và nếu mà các bạn không cập nhật ấy, thì những cái dữ liệu cá nhân cũng như là thông tin hệ thống của bạn sẽ không được đảm bảo và như thế thì sẽ cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nên là ngại gì mà các bạn không cập nhật ngay cái máy tính của mình lên Windows 11 đúng không? Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai đó là Windows 11 sẽ được cập nhật khai khá tính năng mới hữu ích. Một số tính năng nổi bật có thể kể đến như là Snap Layout nè, hay là hỗ trợ Auto HDR giúp nâng cao trải nghiệm khi mà chơi game và rất là nhiều những cái tính năng bảo mật cần thiết cho máy tính và người dùng. Thì nếu các bạn sử dụng Windows 10 đương nhiên là sẽ không được hưởng những cái cập nhật mới này, chưa kể là các tính năng tiện ích của Windows 10 ở hiện tại thì cũng đã không còn tốt như trước nữa. Và tiếp theo, lý do thứ ba anh em game thủ nên biết đó là nếu các bạn update lên Windows 11 thì nó có thể tăng gần cả 100 FPS khi mà chơi game so với Windows 10. Mình thấy cái này thì không có nhiều bạn biết đâu. Ở trên Windows 11 sẽ có một cái tính năng gọi là CASO được tích hợp sẵn khi mà các bạn nâng cấp máy tính của mình lên Windows 11, thì nó có thể làm giảm cái tình trạng nghẽn cổ chai do VGA rời không kịp xuất đủ trên màn hình hiển thị. Và chính vì thế nên là FPS sẽ tăng lên rất là đáng kể, thậm chí là gần cả 100 FPS luôn. Tuy nhiên thì công nghệ này nó chỉ hỗ trợ cho các dòng laptop dùng CPU Intel 11 hay là AMD 6000 series trở về sau thôi nha. Mình nghĩ là nhiều bạn ở đây chưa nỡ tạm biệt Windows 10 để mà nâng cấp lên Windows 11 là do các bạn đã quá quen với cái giao diện cũ của Windows 10 rồi đúng không? Nhưng mà về điểm này các bạn yên tâm nha, nếu mà các bạn muốn được hưởng những cái tính năng hấp dẫn của Windows 11 nhưng mà giao diện thì phải giống với những gì mà các bạn đã quen trước đó thì Windows 11 sẽ có rất là nhiều những cái tính năng để các bạn có thể tùy chỉnh giao diện của nó khá là giống so với Windows 10. Tuy là không giống được 100% nhưng mà cũng giống cỡ 70-80% gì đấy. Thì các bạn có thể tùy chỉnh cái thanh taskbar giống Win 10 nè. Hoặc là có nhiều bạn khó chịu với cái vụ là nhấp phải chuột vào file thì nó sẽ không hiện nguyên một cái menu tùy chỉnh mà lại bắt mình chọn vào Show More Option đúng không? Thì cái này các bạn cũng có thể tùy chỉnh lại giống Win 10 được hết luôn. Nhưng mà ở đây đang dùng Windows 11 nhưng mà mấy cái này thì mình đã chỉnh về giống Win 10 hết rồi. Và đó là những lý do mà các bạn rất là nên cân nhắc để nâng cấp máy tính của mình lên Windows 11 và cụ thể là cái phiên bản Windows 11 mới nhất ở thời điểm hiện tại để các bạn có thể được hưởng tất cả những cái dịch vụ mà các bạn nên hưởng mà Microsoft cho phép đấy. Và các bạn có ý kiến gì về cái vấn đề này hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn thông báo ủng hộ video tiếp theo của tụi mình. Bây giờ thì bye bye.